bệnh viện khác Yeah. mà ta không 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 có đi da liễu thì người ta cho uống vitamin đó Yeah. hả? Rồi đi bệnh Đi viện bệnh viện họ cũng cho vitamin luôn. vậy hả? Người ta nói là em bị gì? Đó là u bao nang tuyến bã. Và nó kêu bệnh này phần lớn là do di truyền hiếm gặp gì đấy, mà nhà cũng đâu có ai có bị đâu. Để lâu nó sẹo, lấy kịp thời Nó thì viêm nó phải áp trên xe trên lên. mắt thật. Dạ. Trang bị mấy cái thể. Lưng em sẹo quá trời đây. Mình lấy được nhiều nó hay bấy nhiêu á. Cái nào bự chị lấy thôi. Nhỏ. Thì chị sẽ cố gắng lấy nhiều nhất có thể cho em. Mày có ngứa hay gì không em? Có lâu lâu Cái cục mụn này nó to. Nhìn cục mụn này của em này. đó giờ em cũng không nặng lưng. Cục đó cục mụn. Dạ. Nó to mà nó cứng. Thì con ngứa ngáy hay gì không không ha, ngứa đúng không? Em là bao nhiêu tuổi em hả? 25 hả? Nó quá trời đúng không em? Lấy cái lần này chắc tới chiều quá. Em mà làm công việc gì à, em hả? Dạ em làm IT. À IT hả?
Ừ. Em ở gần đây không em? Em ở Long Thành. Long Thành, Đồng Nai hả? Dạ. Rồi sáng em đi xe máy lên đây hả? Dạ. Đi từ dưới lên là bao nhiêu tiếng em? Cũng tiếng mấy 2 tiếng. Vậy chắc em phải đi sớm mà Dạ, em đi từ tầm 6 giờ mấy. ha. Rồi lúc trước em đi le khám bệnh là em đi cũng bệnh viện trên Sài Gòn không luôn hả? Dạ. Này chắc bị nhiều năm, một nhiều năm dữ lắm rồi ha. Ở lưng thì hồi em học cấp 3. Hồi cấp 3 tới giờ chắc cũng gần cái chục Hồi năm đó luôn rồi. thì nó mụn, xong rồi em đi khám. Bác sĩ nói không sao. Hơi này nó không nổi lên mặt. Xong cái bác sĩ cho thuốc uống. Nói vậy thì nó vậy. Cái giờ em còn vậy thì đâu mà nó vẫn thổi Giờ già lắm rồi còn. nó vẫn còn nổi quá trời. Này không lấy nó đâu hết, Dạ. nó dưới da vậy mà không có tiêu được Dạ đâu, đúng rồi, nó không nó có tiêu được đâu đúng không, nó càng ngày nó còn mọc lan hết cả người vậy, nó lan lên tay, nó lan trên ngực, lan lên tới cổ em đó. Nặng ra ở trong nó có cái chùm lông á. Lông đen đen. Ừ. Lông đen đen. Có lần cũng thấy ở tay nó ngược ngược hay sao. Ở tay nó dễ lấy hơn mấy chỗ lưng với lại ngực á, tại vì tay nó da nó mỏng, đây da nó dày. Hương lấy chị mớ bông em. Không dục, bỏ cái đó.